Khi cô Nga hô 2, 4, 6 thì chị nhìn vỗ ngay. Nhưng mà khi cô Nga hô 3, 5, 7 không có vỗ tay. Được không? Thử nhá, nhám nhám này. 2, 4, 3. 3 phải làm gì? Không có vỗ tay đúng không? Lại thử nhá, xem ai phản xạ siêu nhanh này. Chuẩn bị. 2, 4, 5. 5 phải làm gì? Vỗ tay không? Không có vỗ tay đúng không nào? Ok. Cái quả số 4 là cái gì?
đến không? Có những bạn nhỏ, có bản năng tính toán siêu nhanh, đúng là biết các bạn làm phương pháp nào đấy.